Em chào tất cả mọi người nha. Em đến từ hệ thống Audio Tùng Nguyễn. Hôm nay em sẽ hướng dẫn anh em kết nối bàn mixer M4 Bluetooth 2021 và kết nối với mic thu âm BCK200 nha, và dây livestream cao cấp rồi tai nghe các kiểu cho anh em luôn, dễ hướng dẫn sử dụng nha. Thì trước tiên thì anh em đặt hàng bên Audio Tùng Nguyễn á, anh em sẽ có cái rắc tai nghe nè, rắc icon á và tai nghe. Khi đó là các anh em để ý cho em cái lỗ phone nè, anh em cắn vô cho em đó. Nếu anh em muốn nghe hai người thì mình mua cọng dây chia hai tai nghe ra nhé. Còn bây giờ là tới phần dây livestream. Dây livestream thì anh em nhớ gạt về hướng một dây cho em nhé. Đầu màu hồng thì anh em cắm vào cái đầu cái của cọng dây bông sen nhé. Dây bông sen thì anh em like cho em cái ngõ red out hoặc là ngõ ML và mid R nhé. Rồi anh em cắm vào đây, mình có hai đường out ra để like. Thì dây livestream thì hai cọng dây mà thường thường bên hệ thống tụi em cột lại là mình không sử dụng. Còn cái đầu màu đen này để anh em cắm vào cái điện thoại để dành phát trực tiếp Facebook nè, hoặc là thu âm nha. Đây. Còn khi đó anh em kết nối micro cho em. Micro thì anh em gắn dây mic vô, anh em biết rồi ha, cái này đơn giản quá mà. Rồi anh em cắm mic vô. Anh em cắm mic vô thì anh em nhớ mình hát mic thu âm thì phải nhấn nguồn 48V xuống nha. Rồi khi đó thì mình đeo tai nghe vô thì mình tăng cái này sẽ là âm lượng tổng. Anh em tăng càng lớn thì cái đầu like ra nó càng lớn nha. Thì cái này sẽ là lớn nhỏ của micro nè. Cái nút màu vàng này là sẽ là cái hiệu ứng nè. Cái hiệu ứng ví dụ là hiện tại đây em đang chọn 96 thì nó sẽ nhận 96. Khi mình hát thì cái cần tổng này mình sẽ tăng lên cho em nhé. Đó. Rê góc độ nào mà anh em cảm thấy ok là được nhé. Còn cái này là độ ngắn dài của cái hiệu ứng. Ví dụ anh em chọn chế độ reverb là 08 đi, thì anh em dặn về cho em. Dặn về 08 nè. 08 anh em thấy nó chớp chớp, anh em nhấn xuống cái nha. Là 08. Còn Eco Delay thì là 43. Đó. Anh em chọn 43, anh em coi chế độ nào mình hát cảm thấy nó ok thì mình sử dụng nha. Ba chế độ thông dụng là 08 nè, 43 và 96 nha. Còn đây em hướng dẫn anh em kết nối Bluetooth để lấy nhạc nha. Thì khi anh em mở lên là anh em thấy cái màn hình như vậy. Anh em bấm cho em cái nút này một cái. Xong anh em bấm nút này cho em một cái cho nên anh em chọn cái biểu tượng Bluetooth nè. Bấm cho nó qua nè, thấy không? Đó. Xong anh em bấm nút play chọn nè. Nút play là nút cuối cùng nè. Chọn nó hiện hình Bluetooth lên, anh em lấy điện thoại mình dò. Anh em thấy chữ NLQ. Đó, nó hiện lên anh em kết nối. Thì khi đó cái like này sẽ là cái like lớn nhỏ của nhạc Bluetooth nè. Cái like này nha. Và anh em nhớ đặc biệt một điều là cái nút MP3 này phải nhả lên nha. Nếu như mà anh em không nhả lên là nó không nhận nhạc Bluetooth. Này lớn nhỏ của nhạc Bluetooth đây. Và anh em nhớ cho em ba nút màu trắng này. Nút này sẽ hai sẽ là treble nè, min là sẽ là trung nè, bass nè. Nếu như đường nhạc thì nó đại diện cho nhạc, còn đường mic thì đại diện cho mic. Anh em cảm thấy thiếu hiệu ứng nào thì mình tăng hiệu ứng đó nha. Rồi, chào tất cả mọi người nha.